Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ. Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em, để trái tim ngủ về, để nỗi đau trên miên, đừng giọt buồn anh rơi trên hàng mi ướt mề. Xin chào mọi người, ngày hôm nay Ngân sẽ giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm micro đa năng AK95 của nhà Mertimax. Để hiểu rõ hơn về sản phẩm thì bên cạnh em đây là anh Mạnh Tiến, người sáng lập ra mic AK95 của nhà Mertimax. Mạnh Tiến xin kính chào quý vị và các bạn. Đi trên tay mình đây đó là mẫu mic AK95. Do nhu cầu của các bạn này hát karaoke nhiều ấy mà mất hơi ấy, tụt hơi ấy, và loa kéo cho mình hỏng mic này mà không biết tìm mic ở đâu này. Âm ly nhà mình này hàng chất lượng cao này lâu rồi này, nhưng mà micro gần như là hỏng, thì hôm nay trên tay mình đây là một mẫu micro. Ai có bố có mẹ này, ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại, hàng xóm mà mình muốn một bộ micro mang về biếu quê nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 này, thì trên tay mình đây đính chính là cái mẫu mic AK95. Thì mở ra anh em nhìn nhá. Mở ra thì ở đây mở như một chiếc vali luôn. Bên trong thì có sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Người ta làm rất là tỉ mỉ, thậm chí là kể cả cái shop này như này để đóng hàng online cho anh chị em mình ở xa, ở tỉnh rồi là ở huyện, ở vân vân và mây mây. Thì ở trên tay mình đây, đây chính là siêu phẩm. Mình nói siêu phẩm thì nó hơi ngoa, nhưng thực tế từ trước đến giờ mình cũng chưa nhìn thấy ở đâu mà có một bộ mic các bạn có thể đánh giá xuống bên dưới là đẹp hay không đẹp. Đây, hoàn toàn bằng trắng bạc 100% như thế này, màn hình full HD điện tử. Đây, full HD điện tử, và nhà sản xuất cũng rất là chu toàn đến mức độ là cho chúng ta 3 quả pin sạc như thế này. Pin sạc để làm gì ạ? Thông thường chúng ta hát karaoke thì đang hát thì nó lại hết pin, dở cuộc chơi. Thì cái bộ pin này nhà sản xuất cam kết chúng ta là sử dụng 2 đến 3 giờ đồng hồ liên tục. Nói chung là hát thoải mái, cứ hát đến đâu hết điện thì sạc đến đấy. Đây, ở trong này thì người ta đã bo lớt cho anh em mình thêm một dây sạc này và một đầu thu. Cái mà mình rất thích ở cái chiếc micro này, đấy, nó rất là hay. Chiếc đầu thu này nó rất là nhỏ gọn. Thay vì là chúng ta hay sử dụng những cái mẫu micro mà đầu thu nó to, nó lớn, thì đây là đầu thu nhỏ mini như này. Chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào âm ly đấy, và loa kéo và các dòng loa hãng ở trên thị trường như thế này, và chúng ta sẽ cắm lên. Hướng dẫn lắp đặt thì vô cùng đơn giản. Chúng ta mua về chúng ta chỉ cần lắp pin. Đây, lắp pin vào cho anh em xem ở bên trong này. Đây, hôm nay thì đây mình cho anh em xem luôn. Ở đây bật lên này, bật nguồn lên này, ấm lì khoảng 3 giây thì nó hiện ra UHF. Ở đây nó có, thông thường các bạn mua micro ấy thì mình hát loa kéo thì nhà bên này sẽ nghe đến nhà bên kia, nhưng ở đây ấy, thì chúng ta sẽ chỉnh được, set được tần số. Nhà mình hát thì của nhà mình thôi. Các bạn để ý hay hát loa kéo ấy, mà mình đang hát ở bên trong tai là thấy hàng xóm nó hát sang, thì đây set được tần số ngay trên thân mic này luôn. Đây, rất là xịn sò. Đấy, thì bên cạnh ở đây thì có em Ngân Ngân, thì em cũng là một ca sĩ rất là chuyên nghiệp. Thì hôm nay mình mời đến đây thì bây giờ thì mình sẽ cùng em ấy hát thử xem có hay hay không các bạn. Người yêu ơi, có mềm đã héo khô, mặt hồ lá sáng giờ, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh, giật mình nhớ tới anh, hãy cho em anh nhé, và hãy cho nhau rất là nụ hôn như bát ngàn, ngọt ngào như vô tình, yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ, đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng em, để trái tim ngủ quê, để nỗi đau trên miên, đừng giọt buồn anh rơi trên hàng mi ướt mề. Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn nước cho ngày sau, trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính anh mà thôi, vì yêu anh mất rồi, sáng mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời. Sau khi mà hát trải nghiệm mẫu mic AK95 thì em cảm thấy sao Ngân Ngân? Dạ, em cảm thấy là cái mic thì đầu tiên là nó quá là đẹp này, cầm thì rất là nhẹ tay, mà hát thì rất là vang trong. Và đầu tiên thì em thấy cái mic này, cái thiết kế của nó là quá là đẹp và sang trọng. Và khi mà em hát á, thì em thấy rất là nhẹ này, trong, và nó vang sâu nữa, nên nó hát rất là đã luôn á.
Thì với một cái người mà phải hát nhiều như em và chuyên hát như em thì em rất là cần một cái bộ mic như này. Vậy cái mic này thì mình bảo hành và vận chuyển là sao anh? Bảo hành thì bên công ty bảo hành cho mình là 1 năm và dùng thử đổi trả miễn phí là 7 ngày. Anh chị em nào ở xa thì chúng ta yên tâm và sử dụng vì bên mình là vận chuyển miễn phí và bảo hành cho đến tận 1 năm. Cảm ơn Ngân Ngân đến với công ty Mạnh Tiến và trải nghiệm mẫu mic AK95 này. Thì thay mặt công ty Mạnh Tiến, anh xin chúc Ngân Ngân thật nhiều sức khỏe và đem lại nhiều lời ca tiếng hát cho tất cả, phục vụ cho tất cả mọi người, và chúc Ngân Ngân sau này sẽ phát triển vươn xa, vượt bậc thành một ca sĩ chuyên nghiệp nhất nhì ở Việt Nam này. Ngày hôm nay cảm ơn anh Mạnh Tiến đã mời em tới để sử dụng thử cái bộ micro này, và em sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân và trên mạng xã hội được biết tới dòng sản phẩm này. Cảm ơn em hôm nay đến, thứ nhất là chia sẻ kinh nghiệm này, thứ hai này, kỹ thuật hát của em hôm nay rất là tuyệt vời rồi, và anh hy vọng rằng là em sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, và những ai mà đang thắc mắc và đang cần tìm mua bộ mic để phục vụ cho việc karaoke, hát giải trí tại nhà thì hãy bình luận xuống bên dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn, xin chào.